Chuyện ít biết về sát nhân khát máu Nguyễn Ngọc Loan và những năm tháng tăm tối ở Mỹ. Quý vị thân mến, bức ảnh Saigon Execution do phóng viên nhiếp ảnh người Mỹ Eddie Adams, hãng AP, chụp trên đường phố Sài Gòn vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968 đã phô bày tất cả những gì tàn bạo, phi luân nhất, châm ngòi cho ngọn lửa phản đối của chiến tranh bẩn thỉu, đầy tội ác ở Việt Nam, cháy bừng khắp nơi trên thế giới, đốt bỏng cả trong lòng nước Mỹ. Đao phủ trong bức ảnh, kẻ sau này suốt đời bị lên án, khinh miệt và gây tởm là một viên tướng Việt Nam Cộng Hòa, nổi tiếng với biệt danh Sáu Lèo, Nguyễn Ngọc Loan. Sau khi làm cả thế giới phẫn nộ vì bắn vào đầu đại úy biệt động Sài Gòn Nguyễn Văn Lém, Nguyễn Ngọc Loan tiếp tục phải sống một cuộc đời đầy bi thảm theo đúng luật nhân quả. Vậy y đã sống những ngày tháng tăm tối như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi video ngay sau đây của Chân Dung Lịch Sử. Chân Dung Kẻ Sát Nhân Tàn Bạo. Nguyễn Ngọc Loan sinh năm 1930 tại Thừa Thiên Huế. Cha của Loan là ông Nguyễn Ngọc Lợi, kỹ sư công chánh, nguyên trưởng khu Hỏa Xa Huế. Xuất thân thượng lưu, có học, có bằng cấp, nhưng từ hình thức bên ngoài đến tính cách, lời ăn tiếng nói của y đều chẳng khác gì một tay du thủ du thực. Một thời, y từng nắm giữ quyền lực trong tay, nhưng không hề được đồng sự, các chính khách và quần chúng thời Ngụy quyền kính trọng. Thay vào đó là sự khinh miệt và sợ hãi. Người ta đã nhìn y như một hung thần với khuôn mặt của kẻ sát nhân. Năm 1951, y gia nhập quân đội và theo học khóa 1, trường sĩ quan Thủ Đức. Ra trường, tình nguyện tham gia lực lượng xung kích Pháp Việt. Pháp chủ trương Việt Nam hóa chiến tranh. Y là một trong những người được chọn và được gửi sang Pháp thụ huấn tại trường không quân Salon de Provence. Tốt nghiệp bằng kỹ sư hàng không, sau này trở thành phi công lái khu trục cơ đầu tiên của không lực ngụy quân Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1960, y giữ chức vụ chỉ huy trưởng phi đoàn 2 quan sát, trú đóng tại Nha Trang. Đồng ngũ biết đến Loan như một tay ăn nói bỗ bã, rượu như hũ chìm nhưng nổi tiếng là keo kiệt, bùn xỉn. Trong hồi tưởng của cựu trung tá phi công Ngụy Nguyễn Văn Cử, về sau là dân biểu Quốc hội Ngụy quyền Sài Gòn, người đã ném bom Dinh Độc Lập, ám sát hụt Ngô Đình Diệm vào sáng 27 tháng 2 năm 1962, thì Nguyễn Ngọc Loan là một kẻ bẩn tướng, mặt rơi, tài chuột, tướng cách của một kẻ tàn độc, phản phúc và ti tiện. Thổ còn giữ chức vụ phi đoàn trưởng phi đoàn 2 quan sát ngụy quân, Nguyễn Ngọc Loan thường hay hứa sẽ đề nghị thăng thưởng cho thuộc cấp, nhưng chẳng bao giờ thực hiện. Bạn bè mời nhậu nhẹt, y nhiệt tình tham gia, nhưng chẳng bao giờ mời ai một lần nào cả. Có người không nhịn được, đã nửa đùa nửa thật: "Tớ lừa thằng Loan đi chứ, cứ ăn trực của anh em hoài coi sao được." Nguyễn Ngọc Loan vừa cười, vừa hứa chắc như đinh đóng cột: "Được thôi, moa mời các toa đúng 10 giờ sáng chủ nhật tại quán số 5 ngoài bãi biển, ai đến trễ sẽ bị phạt." Đúng hẹn, mọi người có mặt đầy đủ, nhưng chủ sĩ lại bật vô âm tín. Ngồi chờ đến trưa, chẳng thấy Loan đâu, có người giận quá, buông tiếng chửi thề và bảo: "Đúng là thằng Sáu Lẻo." Biệt danh khinh thị dính chặt đời Loan từ đó. Năm 1964, y lên đại tá, giữ chức vụ tư lệnh phó không quân ngụy quân. Nguyễn Cao Kỳ làm tư lệnh. Ngày 11 tháng 2 năm 1965, trong chiến dịch có tên gọi là mũi tên lửa Flaming Dart, y đã điên cuồng dẫn đầu các phi đoàn khu trục cơ A1 Sky Rider của không quân ngụy quyền Sài Gòn đánh phá Hà Tĩnh và Quảng Bình. Sau sự kiện này, y được kỳ thăng chuẩn tướng và được điều về làm tổng giám đốc cảnh sát quốc gia, kiêm giám đốc nha an ninh ngụy quân, phụ trách luôn phủ đặc ủy trung ương tình báo của ngụy quyền Sài Gòn. Y trở thành một hung thần và là cánh tay đắc lực của Nguyễn Cao Kỳ. Nắm một loạt quyền cao chức trọng, nhưng y lại trang phục lôi thôi lếch thếch, chân luôn đi đôi dép lè xẹp, kể cả khi ông ta chủ trì hoặc tham dự những phiên họp quan trọng. Đã thế, y thường cầm trên tay một chai bia, ngứa cổ là tu ừng ực như một bợm nhậu thứ thiệt, chửi thề văng mạng như một kẻ đầu đường gió chợ. Thượng nghị sĩ Thái Lăng Nghiêm, một trong những cố vấn chính trị của nhóm Nguyễn Cao Kỳ, đã nhiều lần than phiền về cách ăn mặc và thái độ cư xử vô văn hóa của Nguyễn Ngọc Loan. Ông Kỳ cũng chỉ biết thở dài: "Biết thế, nhưng nó được cái rất trung thành và dám làm những việc mà người khác không dám làm." Thật vậy, trong một phiên họp tại trụ sở Quốc hội của ngụy quyền Sài Gòn, Loan ngồi trên lầu, trang phục như một tên du côn,
gác cả hai chân lên một két bia, để cuốn sổ và khẩu súng rulo trước mặt. Trên tay cầm một cây gậy, y vừa ngứa cổ tu bia, vừa chĩa gậy thẳng xuống những dân biểu nào phát biểu không có lợi cho phe cầm quyền và lật sổ ghi chép tên tuổi của họ. Nhiều dân biểu đã phản ứng cho rằng đó là một hành động khủng bố, mang tính chất miệt thị, trấn áp thành phần đối lập trong quốc hội. Nguyễn Ngọc Loan đáp trả, tuy không chính thức, nhưng cũng đủ vọng đến tai số dân biểu này. Bọn dân biểu chỉ là lũ ăn hại đái nát, có giỏi thì cầm súng ra trận mà đánh nhau. Dẹp luôn cái quốc hội bù nhìn này đi, cũng chẳng hề hấn chi. Y cũng là kẻ thừa mưu mô xả quyệt. Giữa tháng 3 năm 1965, dân chúng Đà Nẵng, Huế rầm rộ xuống đường biểu tình chống chế độ ngụy quyền độc tài quân sự Thiệu Kỳ với đủ mọi thành phần. Cả công chức, quân nhân cũng tham gia. Trung tướng Ngụy Nguyễn Chánh Thi đã ngã hẳn và trở thành người đứng đầu phe ly khai. Ngày 1 tháng 4 năm 1966, Nguyễn Cao Kỳ gửi Trung tướng Phạm Xuân Chiểu ra Đà Nẵng để điều đình. Phe ly khai đã bắt giữ luôn sứ giả để làm con tin. Tình hình trở nên không thể kiểm soát. Nhiều tướng lĩnh chỉ huy cao cấp ngụy quân đã đưa cả đơn vị mình nhập luôn vào thành phần ly khai, sẵn sàng chống trả nếu Thiệu Kỳ đưa quân ra trấn áp. Ngày 14 tháng 5 năm 1966, qua cầu không vận của quân đội Mỹ, 5 tiểu đoàn nhảy dù, 2 tiểu đoàn thủy quân lục chiến và 1 biệt đoàn cảnh sát dã chiến do Nguyễn Ngọc Loan chỉ huy đã đến Đà Nẵng để dẹp quân ly khai. Thoạt đầu, y bàn với Nguyễn Cao Kỳ cho chiến đấu cơ cất cánh uy hiếp các vị trí của Trung đoàn 51 bộ binh và tiểu đoàn 11 biệt động quân của phe ngụy quân đã ly khai. Trung tướng Watts, tư lệnh thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tại Đà Nẵng phản ứng gay gắt ý đồ này. Ông ta khuyến cáo, nếu chiến đấu cơ của Việt Nam Cộng Hòa cất cánh, ông ta sẽ cho không quân Mỹ ngăn chặn. Nhưng về sau, khi phe ly khai đập phá lãnh sự quán và các cơ quan trực thuộc của Mỹ tại Đà Nẵng và Huế, thì chính các cố vấn Mỹ cũng làm ngơ để cho Nguyễn Ngọc Loan lộng hành. Trong thành phần ngụy quân ly khai cố thủ Đà Nẵng có tiểu đoàn 11 biệt động của tên đại úy Nguyễn Thừa Du ra khỏi vòng chiến. Có kẻ mách Loan, Nguyễn Thừa Du có một người bạn chí thân là Nguyễn Tự Cường, hiện đang ngồi tù tại Cục An ninh Quân đội ngụy quân. Cường nguyên là đại úy, là tay chân thân tín của lãnh chúa miền Trung Ngô Đình Cẩn. Sau biến cố ngày 1 tháng 11 năm 1963, Ngô Đình Cẩn bị xử bắn, Cường phải chịu kiếp tù đày. Này có thể dùng Nguyễn Tự Cường làm thuyết khách. Thế là Cường được dẫn đến. Nguyễn Ngọc Loan hăm dọa. Mày là bạn chí cốt của thằng Du. Nếu mày chiêu hồ được nó, tao sẽ bạch hóa hồ sơ của mày và cho mày lẫn thằng Du những chức vụ ngon lành. Còn nếu mày không làm được, thì một là đi theo nó luôn, hai là tiếp tục ngồi tù. Nguyễn Tự Cường hăng hái nhận lời và đã thuyết phục được Du. Tối hôm đó, Nguyễn Ngọc Loan đã cho người đi đón tiểu đoàn của Nguyễn Thừa Du rút ra cầu đỏ, để lại một lỗ thủng quan trọng cho quân ly khai và còn khiến cho Trung đoàn 51 của Ngụy mất hết tinh thần phản kháng. Hôm sau, ngày 23 tháng 5 năm 1966, Nguyễn Ngọc Loan xua quân nhảy dù tiến vào thành phố và nhanh chóng làm chủ tình hình Đà Nẵng. Nguyễn Tự Cường và Nguyễn Thừa Du lại theo Nguyễn Ngọc Loan ra Huế dẹp loạn. Khi tình hình ở miền Trung ổn định, Cường được thăng thiếu tá làm trưởng ti an ninh ngụy quân Đà Nẵng. Còn Nguyễn Thừa Du cũng lên thiếu tá về làm trưởng ti cảnh sát ngụy của một quận ở Sài Gòn. Tại Huế, người dân đã đưa bàn thờ Phật xuống đường làm vật cản chân đoàn quân của Nguyễn Ngọc Loan. Nhưng với Loan thì xá chi Phật Thánh. Y ngồi trên xe Jeep, chạy quanh khắp mọi ngóc ngách, đích thân đạp đổ không biết bao nhiêu là bàn thờ. Người dân Huế nói, sáu lèo đã đem dùi cui, lựu đạn cay và còng số 8 làm quà tặng nơi y chôn nhau cắt rốn. Biến động miền Trung hạ màn và Loan được Nguyễn Cao Kỳ phong hàm thiếu tướng. Từ đó, bệnh công thần càng khiến cho con người Nguyễn Ngọc Loan trở nên kiêu binh và tàn bạo hơn nữa. Đỉnh cao tội ác, bộ mặt sát nhân của Nguyễn Ngọc Loan lộ rõ vào Tết Mậu Thân năm 1968. Cho đến 2 giờ sáng ngày mùng 1 Tết, khi chiến sự đã bùng nổ dữ dội khắp mọi nơi, ngay giữa lòng thành phố Sài Gòn, thì y mới bừng tỉnh và lồng lộn lên bởi sự yếu kém của bộ máy tình báo do y cầm đầu. Tại thị nghè, nhiều tài liệu khác cho là tại đường Lý Thái Tổ hoặc tại một con đường trong chợ lớn. Binh lính của Nguyễn Ngọc Loan đã bắt giữ, trói thúc ké và dẫn giải một người đàn ông mặc thường phục đến trước mặt y và cho rằng đó là một người lính đặc công của Việt Cộng. Nguyễn Ngọc Loan cầm chiếc khăn lau mặt trên tay, ra hiệu cho đám bộ hạ lùi ra xa, rồi tiến sát bên người đàn ông đó. Mặt lạnh như tiền, không nói một lời, Loan quăng điếu thuốc đang hút dở xuống đất, giơ thẳng cánh tay phải,
dí súng sát thái dương của người đàn ông. Sau này được xác định là chiến sĩ đặc công Bảy Lốp, tức Nguyễn Văn Lém. Có tài liệu xác định là chiến sĩ Nguyễn Văn Nà và Bóp Cò. Nạn nhân ngã xuống, máu lênh láng cả mặt đường và chết ngay lập tức. Nhà báo Mỹ Eddie Adams kịp thời thu vào ống kính và phóng viên Neil Davis của đài ABC Úc quay những thước phim rất rõ ràng, gây sốc cho hàng triệu lương tri trên thế giới. Bức ảnh như một ngọn cuồng phong thổi bùng ngọn lửa phản chiến ở khắp nơi. Năm 1969, nhờ bức ảnh, Eddie Adams đoạt giải Pulitzer danh giá về ảnh báo chí. Hễ cứ nghe đầu có tiếng súng AK-47 là y nhào tới. Chỉ cần một tấm áo giáp, một khẩu M16 với 12 băng đạn 5.56 ly vòng quanh bụng. Đầu không nón sắt, chân dép cao su, không lon không lá. Sáo lèo Nguyễn Ngọc Loan xông vào trận chiến. Đầu tháng 5 năm 1968, đợt 2 của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968. Được báo tin một cánh quân mặt trận giải phóng miền Nam tràn về khu Tân Cảng, y điều động hai đại đội cảnh sát dã chiến đến truy kích. Hay tin, Acampura, cố vấn trưởng cảnh sát quốc gia ngụy quyền Việt Nam Cộng Hòa, lên xe jeep cảnh sát chặn đoàn xe của y ở ngã tư Đa Cao, Phan Thanh Giản và yêu cầu y cùng về Tổng Nha tham dự buổi họp, nhưng sáo lèo từ chối. Trước đó, Acampura đã được CIA thông báo Hoa Kỳ sẽ thủ tiêu Nguyễn Ngọc Loan. Do đó, dù không thông báo trực tiếp cho y tin này, nhưng Acampura luôn yêu cầu Loan đề phòng, không được tự ý đi ra nơi chiến trận. Tuy nhiên, y đã không nghe lời và vẫn điều binh khiển tướng tại Chợ Lớn. Lúc này, chiếc trực thăng vũ trang UH-1B của Mỹ đảo một vòng trên bầu trời bộ chỉ huy của Loan, nã rocket và xả đại liên xuống, rồi bay thẳng về phía Biên Hòa. Ngay sau đó, báo chí Sài Gòn đăng tin 11 giờ 45 phút ngày 7 tháng 5 năm 1968, Loan bị nát bắp chân trái. Sự cố này chỉ làm cho y nát chân, nhưng bốn viên đại tá thân tín của y là Lê Ngọc Trụ, Đào Bá Phước, Phó Quốc Trụ và Nguyễn Văn Luận cùng với hai trung tá Nguyễn Ngọc Sinh, Nguyễn Bảo Thụy chết ngay tại chỗ. Từ lúc bị bắn nát chân, Nguyễn Ngọc Loan bị thất sủng, chính thức giã tử sự nghiệp nhà binh tại đây. Liên tục bị từ chối chữa trị. Một số thông tin còn lan truyền sau khi bị thương, y được đưa đến Tổng Y viện Việt Nam Cộng Hòa chữa trị. Tại đây, bác sĩ trưởng khoa giải phẫu đề nghị cắt bàn chân trái vì động mạch đã bị đạn phá nát. Nếu để lâu, cả bàn chân sẽ bị hư thối, nhưng y yêu cầu giữ lại bàn chân cho y. Lúc này, bác sĩ cố vấn trưởng Tổng Y viện đề nghị đưa Loan đến điều trị tại Bệnh viện Quân y Mỹ tại Long Bình. Giám đốc bệnh viện từ chối vì không có khả năng nối động mạch ở bắp chân cho Loan. Thấy tình hình không khả quan, Nguyễn Cao Kỳ yêu cầu MACV, Bộ Chỉ huy Viện trợ Quân sự Mỹ tại Việt Nam, can thiệp với hạm đội 7 có tàu bệnh viện đón nhận Loan để chữa trị. Nhưng tàu bệnh viện của hạm đội 7 này cũng từ chối. Lần nữa, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa yêu cầu Tòa đại sứ Mỹ giúp đỡ đưa Nguyễn Ngọc Loan đến bệnh viện Rama trên đất Nhật. Tuy nhiên, Tòa đại sứ Mỹ cũng khước từ. Không thể trông cậy vào Hoa Kỳ giúp đỡ, Nguyễn Cao Kỳ cuối cùng nhờ đến Tòa đại sứ Úc cho Loan được đến điều trị ở Canberra. Tuy nhiên, chính quyền Canberra viện cớ dư luận Úc đang sục sôi nổi giận vì bức ảnh hành quyết tại Sài Gòn, không đồng ý chứa chấp một kẻ giết tù binh chiến tranh không vũ khí trong tay, nên đã khước từ đề nghị của Nguyễn Cao Kỳ. Y lại được chuyển sang bệnh viện Walter Reed Army Medical Center ở Washington DC, Hoa Kỳ. Nhưng các nghị sĩ phe phản chiến tại Quốc hội Hoa Kỳ vào lúc đó cũng phản đối, nên y đành phải thất thểu trở lại Sài Gòn với đôi chân tật nguyền khập khiễng. Cùng lúc này, nhân cơ hội Nguyễn Ngọc Loan trị thương, Nguyễn Văn Thiệu đã loại Loan ra khỏi các chức vụ để thay thế người của mình vào. Về lại Việt Nam, Loan giải ngũ và sống bằng chế độ trợ cấp dành cho cấp tướng về hưu. Sống nhọc nhằn tại Mỹ. Năm 1975, chính quyền Sài Gòn sụp đổ. Máy bay của Mỹ không đưa y và gia đình y đi cùng vì nghi ngờ y có ý định kìm chân hàng ngàn người Mỹ di tản để làm con tin, buộc Mỹ phải quay lại tham chiến. Bị Mỹ bỏ rơi, nhưng cuối cùng nhờ vào những chiến hữu không quân ngày trước. Vào trưa 29 tháng 4, y và gia đình đã leo lên được một vận tải cơ C-130 và tới Utapao, Thái Lan. Ở đây, y cũng bị hàng ngàn người phản đối kịch liệt. Năm 1976, hai dân biểu của Đảng Dân Chủ Mỹ là bà Elizabeth Hoffman và ông Harold Sauer đã thay mặt người đàn ông bị Loan hạ sát trên đường phố, kiện Loan như một tội phạm chiến tranh và yêu cầu trục xuất Loan ra khỏi nước Mỹ. Cơ quan di trú và nhập tịch Mỹ cũng đồng quan điểm, yêu cầu trục xuất Loan về Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều nguồn thông tin cho rằng
Vì Mỹ không muốn khơi lại vết nhơ họ đã từng can dự, nên đích thân Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã phải can thiệp và quyết định cho phép Loan được ở lại định cư. Gia đình Loan đến lập nghiệp ở thành phố Springfield, tiểu bang Virginia, Mỹ và mở một tiệm bán pizza mang tên Pháp là Le Trois Continents. Đến năm 1991, nhiều người dân địa phương phát hiện ra Loan là tên sát nhân bắn vào đầu tù binh bị trói trong bức ảnh Hành quyết tại Sài Gòn, nên họ phản đối Loan bằng cách đi vòng quanh khu đó và họ hét ầm ĩ. Thậm chí có người còn vào nhà vệ sinh của tiệm và viết lên tường câu "We know who you are." Chúng tao biết mày là ai. Ngày 14 tháng 7 năm 1998, Nguyễn Ngọc Loan chết vì bệnh ung thư vòm họng tại Burke, tiểu bang Virginia, Mỹ, hưởng thọ 68 tuổi, để lại vợ, 5 người con và 9 cháu nội ngoại. Kết thúc cuộc sống đầy tội ác man dợ và bi thảm của y. Đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy phải không các bạn? Bạn thấy sao về tên sát nhân Nguyễn Ngọc Loan này? Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để đón xem những số phát sóng tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian qua. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.